chương 31 Đi trước Tây Hải Một càng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio BONUS 10C thất thải cùng 10C hỏa tinh Cầu Kim Sa Có BUFF thất thải nữa nhé Ohara đồ ma lệnh sự kiện Ở toàn bộ bên trong Coi như là nổi tiếng trải qua sự sự món Đặc biệt là chuyện này còn liên lụy đến một cái khác nữ nhân vật chính. Nico Robin, càng lộ ra chuyện này trong lịch sử tầm quan trọng. Thứ nhì, chuyện này cũng quan hồ lịch sử bài này trống rỗng 100 năm. Nói tóm lại, chuyện này so với Shiki The Golden Leon vượt ngục còn muốn có vẻ trọng yếu. Feminac cùng Rayleigh lên tiếng chào, chuẩn bị ly khai một đoạn thời gian, đi Tây Hải đi một chuyến. Hắn cần Ohara đồ ma làm cốt truyện điểm. Rayleigh không hỏi hắn đi làm cái gì, trực tiếp đáp ứng. Rayleigh chính mình biểu thị cũng muốn cách lái một hồi, săn thì là lưu lại nơi này chiếu cố Pogga, Dê, Tòa hòn đảo này cực kỳ an tĩnh, có đặc thù từ trường, cơ bản không có hải tặc có thể qua tới, muốn muốn tới nơi này, chỉ có sử dụng vĩnh cửu kim đồng hồ. Huống trên đảo tình báo, ở Saki nắm trong lòng bàn tay, coi như có chuyện gì là săn không giải quyết được, Ray cũng có thể rất nhanh gấp trở về, hoặc là săn mang theo Pogga, Dê, Trước một bước ly khai cũng có thể. An toàn phương diện, là không cần lo lắng. Từ Rayleigh bắt được một khối vĩnh cửu kim đồng hồ, lấy thuận tiện phản hồi, Feminac liền ly khai, đi trước Tây Hải. Rời đi thời điểm, Feminac đưa hắn lấy được hai cái vô dụng trái ác quỷ giao cho Rayleigh, để chỗ hắn lý điệu, đồng thời hướng Saki mua một phần tình báo. Tình báo dính đến Ohara, hải quân trung tướng Jaguar về Saun, các nhà khảo cổ học Robin mẫu thân. Nico Corrobier, cùng với phi thường triệu tập. Đồ ma lệnh. Cái này phương diện tình báo Feminac rất thoải mái lấy được. Nhìn ra được Saki ở hải quân nội bộ, cũng có nhãn tuyến của mình. Suy nghĩ một chút cũng phải, ngay cả Doflimo đều có thể ở hải quân an bài nhãn tuyến của mình, huống là Saki. Feminac lấy ra hai cái trái ác quỷ, tuy là đều không phải cường đại gì quả thực, thế nhưng giá trị cũng có hơn ức Belly, mua những tin tình báo này hoàn toàn vậy là đủ rồi. Còn như Feminat tại sao muốn mua cái này phương diện tình báo, Saki không có hỏi, Rayleigh cũng không còn hỏi. Loại chuyện như vậy, bọn họ sẽ không quản, Saki là lấy tiền cho tình báo, Rayleigh chỉ là ban Roger giáo dục Feminac 2 năm mà thôi. Căn cứ tình báo biểu hiện, tổng bộ hải quân đang tiến hành phi thường triệu tập, đây là phát động Đồ Ma làm điềm báo. Đồ Ma làm phát động cần 5 vị trung tướng, 10 vị thiếu tướng, gần vạn hải quân tinh nhuệ, 10 chiến thuyền đỉnh tiêm chiến hạm. Hải quân phía trước ở Đông Hải đuổi bắt nói Feminat bọn họ, tổn thất không nhỏ. Cộng thêm Shiki The Golden Leon đi tổng bộ hải quân đi một chuyến, để hải quân khẩn trương một đoạn thời gian, đưa tới hải quân đối với Ohara phát động đồ ma làm thời gian giảm bớt không ít. Thế nhưng Ohara dường như đã trở thành hải quân phải từ thế giới xóa địa phương, căn cứ tình báo biểu hiện, Hải quân coi như không có phát động đồ ma lệnh, thế nhưng toàn bộ Tây Hải hải quân đều đã đem Ohara quản chế đứng lên. Có thể nói, sẽ không để cho bất cứ người nào ly khai Ohara. Ohara bản thân liền là một cái học giả đảo nhỏ, ít có người tới hướng, căn bản không người quan tâm Ohara sự tình. Feminac đến Tây Hải thời điểm, liền nhận được Saki truyền tới tình báo. Hải quân phi thường triệu tập đã hoàn thành, đồ ma làm quân hạm đã xuất phát không bao lâu sẽ chạy tới Tây Hải. Thời gian không nhiều lắm. Nhìn một chút Saki truyền tới tình báo, Feminat thuận tay xé nát phiêu tán ở trong gió, đã trừ Tây Hải bản đồ, hướng về Ohara chạy đi. Muốn có được cốt truyện điểm, nhất định phải tham dự vào loại này trong lịch sử phát sinh đại sự kiện bên trong. Dựa theo tham dự trình độ, cũng có thể nói là đối với lần này trải qua sự sự món tạo thành kết quả, bỏ ra đều thiếu cống hiến, ấn tỷ lệ đạt được cốt truyện điểm giống như là Feminat vừa xong cái này thế giới không bao lâu, đối với One Piece. Gon Roger tiến hành xử quyết. Thời điểm đó Roger đã bệnh nặng, hắn xuất thủ đánh chết Roger, còn có một cái khác hải quân sĩ binh bổ đao, cuối cùng chỉ đạt được 28 điểm cốt truyện điểm. Đây chính là cuối cùng vẫn phải tư liệu mảnh nhỏ, mở ra một thời đại đại sự kiện, mới đến 28 điểm cốt truyện điểm, có thể nói căn bản không nhiều. Giống như Ohara loại chuyện như vậy, coi như tham dự độ đạt được 100%, cũng không có thể cầm 28 cái cốt truyện điểm A. Đây chính là siêu cấp lớn sự kiện, đủ để cải biến thế giới thế cục đại sự kiện, cùng phổ thông trải qua sự sự món chênh lệch. Feminac muốn tham dự vào trong chuyện này là khá là phiền toái. Hắn không phải hải quân, đối với hủy diệt Ohara, căn bản tham dự không vào đi. Cho nên hắn chỉ có thể trước một bước đến Ohara, các loại, chờ, hải quân đến lại tiết lộ một ít tin tức, hoặc là lộ mặt, để hải quân không tiếc bất cứ giá nào, đem Ohara cùng Feminat nhất tịnh nổ chết. Cứ như vậy, Ohara hủy diệt, cũng cùng hắn có quan hệ, hắn có thể còn có thể vì vậy đạt được một điểm cốt truyện điểm. Đương nhiên, còn muốn mang đi tiểu lô ly. Nico Robin Trước đây Feminac quyết định chơi trò chơi này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bên trong mùi chỉ, bởi vì độ hảo cảm hệ thống, có thể cùng PC333. Bất quá đây đã là một cái chân thật thế giới, nguyên tắc nhân vật cũng không phải PC, thế nhưng có hảo cảm hệ thống, muốn cư gái vẫn là rất đơn giản nha. Đặc biệt đem tiểu loli bồi dưỡng, cũng có một loại cảm giác thành tựu. Feminat đến cái này thế giới đã hơn một năm, cá nhân trên thuộc tính niên kỷ vẫn là 18, căn bản không có theo thời gian mà tăng trưởng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, trong trò chơi, tuổi tác như thế nào lại tăng trưởng đâu cho nên không cần lo lắng không sống tới đại kết cục đến rồi nơi này chính là trong truyền thuyết học giả tri thức đảo ohara đứng xa xa nhìn viên kia cự đại tán cây hầu như bao phủ nửa đảo nhỏ là có thể xác định đã đến mục đích cây này bị ohara học giả tên là cây tri thức là toàn bộ thế giới lớn nhất đồ thư quán bên trong tồn phóng ông đồm toàn bộ thế giới mỗi bên phương diện tàn thư được rồi ngươi có thể chính mình đi chơi feminac đứng dậy vỗ vỗ lôi kéo thuyền nhỏ tiểu hải quái đem sợi dây từ trên người hắn lấy xuống con này hải quái là hắn ở vô phong mang bắc mặc dù chỉ là vẫn tiểu hải quái cũng có to mười mấy mét cây cải cũ thêm đa bổng hung hăng dậy dỗ một trận cho nửa điểm chỗ tốt để tiểu hải quái lôi kéo bè gỗ nhỏ đi tới vẫn là không có vấn đề nếu là dựa vào feminac chính mình lội tới hoặc là để bè gỗ nhỏ đi tới. Cái này phải đợi tới khi nào? Thu thu thu, tiểu hải quái kêu hai tiếng, cảm giác sợi dây trên người bị lấy xuống, biết đây là để hắn đi chơi, cho nên rất nhanh lặn xuống nước biến mất. Feminat cũng là cẩn thận bắt đầu lên đảo. Phụ trận đây đã bị hải quân phong tỏa, muốn xuất nhập Ohara cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Nico Bonvia thỉnh cầu ở à hai càng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Phần 2 đưa lên, hơi muộn, tiếp tục viết canh thứ ba. còn không thu dấu bạn đọc có thể thuận tay điểm kích một cái cất dấu, cảm ơn. Hải quân đã phong tỏa chung quanh hải vực, các ngươi phải rời đi nơi này. Không được, ta không thể ly khai. Ngươi cũng nói, hải quân đã phong tỏa chung quanh hải vực, muốn chạy trốn căn bản không khả năng, nếu như có thể, mời đem robin mang đi a à. feminac có cường đại kenbun sao haki hơn nữa cảm giác phạm vi cực lớn hắn cũng không còn ăn trái ác quỷ cộng thêm biết sử dụng nguyệt bộ từ trên trời cùng hải lý tách ra hải quân thành công tách ra hải quân phong tỏa lẻn vào ohara tiếng nhập ohara phía sau kenbun sao haki đảo qua feminac liền hướng có người địa phương đi tới hoặc có lẽ là là hướng về kenbun sao haki cảm giác được người mạnh nhất đi tới Vừa qua tới, Feminac liền nghe được tiếng thảo luận, còn nghe được một cái tương đối quen thuộc tên. Robin Nhìn cùng nguyên tác bên trong Nico, Robin dáng dấp có tám phần tương tự nữ nhân, Feminac cũng biết người này là ai vậy. Nico, Bonvia Nico, Robin mẫu thân Nico, Bonvia cùng Nico, Robin dung nhan cực kỳ tương tự, vô luận là vóc người, vẫn là tướng mạo. Duy nhất bất đồng, có thể chính là Nico, via có mái tóc màu vàng ống, mà Robin là một đầu màu đen mái tóc. Người nào? Khuyên bảo Nico, via người rời đi, cảm giác được có người tới gần, hơn nữa còn là tới không một tiếng động cái chủng loại kia, nhất thời cảnh giác nhìn tới. Là ngươi. Nicolas J. Feminat. Jaguar J. Saun, nhìn Feminat, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tự hồ là không hiểu, Nicolas J. Feminat gặp phải Ohara. Jaguar J. Saun bản thân là cự nhân tộc, dáng dấp vô cùng cự đại, vốn là hải quân trung tướng, từng nhiều lần tham dự tróc nã tra xét lịch sử thuyền bè hành động, thấy tận mắt tay không tất sắc lịch sử học giả bị hải quân đuổi tận giết tuyệt, thẳng đến đụng tới Nico Robin mẫu thân, đạt được hải quân đối với lịch sử học giả giết chóc, là vì che đậy trống rỗng 100 năm. Sau lại, Jaguar J. Saun ly khai hải quân, bản thân hắn vẫn là Akiji bản thân, tự nhiên biết hải quân sẽ đối Ohara phát động đồ ma lệnh. Chỉ là bởi vì hải quân đang đuổi giết Feminat cùng quan thê tử cùng với huyết mạch, tổn thất quá lớn, cộng thêm Shiki The Golden Leon đột nhiên xuất hiện, đồ ma lệnh dời lại một ít. Có thể đồ ma lệnh là không có khả năng thủ tiêu, hắn mới có thể khuyên bảo Nico Bonvia ly khai Ohara. Đột nhiên nhìn thấy bị hải quân treo giải thưởng 10 ức Belli Nicolas về Feminat, Xuất hiện tại Ohara, Jaguar về Saun cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng khó hiểu. Hải quân liền muốn đối với Ohara phát động đồ ma lệnh, Nicolas về Feminac qua đây, không phải đi tìm cái chết sao. Nghe nói nơi này sẽ có một hồi khói lửa biểu diễn, cho nên tới xem một chút. Feminac hời hợt nói. Lời từ hắn bên trong, cũng không khó nghe ra, hắn là biết đồ ma làm chuyện. Đã như vậy, hắn vì sao còn phải tới Ohara? Jaguar J. Saun có chút khó hiểu. Nicolas J. Feminat tiên sinh. Nico Convia nhìn Feminat, vô cùng thành khẩn nói rằng. Không biết có thể hay không xin nhờ ngài một việc. Ân. Ừ. Ngươi nói. Feminat hơi kinh ngạc nhìn Nico Convia, không ngờ tới, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, Nico Convia thì có sự tình thoát khỏi. Chẳng lẽ là muốn lâm chung ủy thác? đem nữ nhi bảo bối Robin giao cho hắn chiếu cố. Cùng Feminac nghĩ không kém đều, Nico, Onvia nói. Ngài khẳng định có biện pháp ly khai Ohara, ta hy vọng ngài có thể mang theo nữ nhi của ta cách, nàng còn nhỏ, nàng không thể chết ở chỗ này, ta làm như vậy cực kỳ ích kỷ. Nico, Onvia nói rằng phía sau, trở nên có chút lời nói không mạch lạc. Cùng nguyên tắc bất đồng, bởi vì Feminac xuất hiện, tổng bộ hải quân truy kích hắn cùng Pogga thật về trút sự tình, cùng với theo the đần Leon đến tổng bộ hải quân đi một vòng, để đồ ma lệnh dời lại không ít. Nico, Onvia cùng Robin cũng chung sống một đoạn thời gian. Là một cái mẫu thân, Onvia căn bản không kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm, càng thêm không muốn gặp lại chính mình hài tử chết ở chỗ này. Jaguar, dê Saun cũng cảm giác, nếu như là Nicolas, dê Feminac lời nói, có thể thật sự có khả năng mang đi nico robin còn như feminac danh tiếng đó là không cần hoài nghi tuy là hải quân nói hắn là oan đệ tử thế nhưng tất cả mọi người chưa nghe nói qua hắn làm ra việc ác gì ngược lại thì ở đông hải thời điểm thường thường đối với những cái này hành sự tàn bạo hải tặc xuất thủ còn là một vị ghét ác như cựu hải tặc hunter có thể không thành vấn đề feminac không chút do dự đáp ứng đây cũng là mục đích của hắn tới đây. Nico Convia xin nhờ đều hắn, chẳng lẽ còn muốn đẩy cởi một bả. Đừng nói giỡn, đây cũng không phải là đưa tiền tặng lễ, là chân chánh sinh tử quan đầu. Đây đối với Feminac mà nói, quả thực không phải là cái gì việc khó, cũng chính là tiện tay làm mà thôi. Nguyên tắc bên trong, Nico Convia đem con gái của mình giao phó cho Jaguar về Saun mang đi. Đáng tiếc sau lại gặp Akiji. Kết quả Jaguar, dê Saun mình bị Akiji đóng băng, mất đi mạng nhỏ, Nico Robin chính mình thì là bị Akiji thả, xem như là nhặt về một cái mạng. Hiện tại Nico Convia đem Nico Robin giao phó cho Femina, cũng nói được. Nico Convia vô cùng cảm kích nhìn Femina. Đa tạ. Jaguar, dê Saun cũng không nói gì, càng không có ngăn cản. Hắn cũng biết, hiện tại duy nhất có thể cứu Nico, Robin nhân, có thể chính là trước mắt vị này Nicolas D. Feminat. Feminat người mặc bảy phần khố, trên người trần truồng, lộ ra góc cạnh rõ ràng bắp thịt, cầm trong tay bị nước biển đánh si y phục, ẩn nấp âm thầm, theo ở Nico, Onvia cùng Jaguar D. Saun phía sau. Lúc này, toàn bộ Aroha lợi bầu không khí đều có vẻ vô cùng kiềm nén. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được không thích hợp feminac không có quá nhiều lộ diện ai biết nơi đây sẽ có hay không có hải quân gián điệp dựa theo feminac phỏng chừng chuyện trọng yếu như vậy hải quân gián điệp nhất định sẽ lẻn vào nơi đây hoặc là đã sớm dung nhập ohara ohara như vậy một cái học giả hội tụ địa phương đối với thế giới chính phủ mà nói chính là một cái mình định giờ thế giới chính phủ hoặc là hải quân gián điệp đã sớm hiểu thấu đáo nơi đây cũng nói còn nghe được Feminac là dự định bại lộ, nhờ vào đó để hải quân quyết định hủy diệt Ohara, thế nhưng ở đồ ma làm đội thuyền không tới phía trước, hắn không thể không có dự định bại lộ. Bằng không đến lúc đó ở đồ ma lệnh phát động phía trước, có thể sẽ có người trước quá tới gây khó khăn cho hắn. Hà tất làm điều thừa đâu. Có thể tiết kiệm một điểm khí lực cũng không tệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Mới gặp gỡ Robin Ba càng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đây là ta nữ nhi, Nico Robin Feminac ẩn nấp thân hình, theo Nico, Convia trở lại của nàng trục xuất, nhìn thấy chỉ có 8 tuổi tiểu Loli Nico Robin Cùng mụ mụ chung sống một đoạn thời gian, Robin rõ ràng trở nên càng thêm rộng rãi, ăn mặc cũng đã khá nhiều, dù sao có mụ mụ chiếu cố. Thời khắc này tiểu Robin ăn mặc màu đen tiểu y váy, hợp với hắc sắc quần sóc, tóc màu đen mới vừa vượt lên trước bả vai, một đôi đại con mắt đang tò mò đánh giá Feminac. Phía trước trong nhà tới một cái cự nhân, tự hồ là mù mụ, mụ bằng hữu, chỉ là cự nhân quá lớn, căn bản vào không được. Vị này chính là Nicolas de Feminac, ngươi về sau phải ngoan ngoãn nghe hắn nói a. À. Nico hôn via một cái mặt đầu sát, là chỉ đi qua tìm ra manh mối đem nữ sinh cho nháy mắt dết động tác, là một loại lưu mùi tất sát kỹ, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu Robin đầu, tràn đầy cưng chiều. Ân. Ừ. Robin dùng sức gật đầu, từ nhỏ đã cuộc sống mình, bởi vì ăn hoa hoa quả thực, bị cho rằng quái vật. Hiện tại nàng là thật vất vả cùng mụ mụ sinh hoạt chung một chỗ, tự nhiên vô cùng nghe lời. Bất quá tiểu gia hỏa cũng rất thông minh, có thể cảm giác được Onvia có cái gì không đúng, dường như lại muốn ly khai. Hơn nữa đến trên đảo mọi người đều có cái gì không đúng. Nico Convia cùng Robin nói xong, đối với nhìn Feminac nói: "Về sau liền nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể hơi chút chiếu cố nàng một cái." Nico Convia biết yêu cầu của nàng có thể để Feminac có chút hơi khó, thậm chí có chút bận tâm Robin dù sao Feminac nhưng là cổng 10 ức Belly treo giải thưởng, có thể nói là hải quân phải giết người. Feminac mang theo Robin, đều sẽ bất tiện, Robin đi theo hắn, cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy. Feminac cũng là một cái mạc đầu sát, là chỉ đi qua tìm ra manh mối đem nữ sinh cho nháy mắt giết động tác, là một loại lưu mùi tất sát kỹ, xoa xoa lo bin hao mềm mái tóc, nói rằng. Nếu ta đáp ứng, cũng sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Cực kỳ khả ái một cái tiểu cô nương. Cảm ơn. Nico Convia thành khẩn nói rằng. Feminat gật đầu, nói. Ta qua đây thời điểm, phát hiện trên đảo có hải quân người. Cái này cũng không khó phát hiện, Feminat có Ken Sao Haki, phát hiện ẩn núp hải quân không khó. Liên tưởng nguyên tác, đại khái là có thể đoán được chính nhân, có lẽ là Spandin, cũng chính là nguyên tác bên trong, Bắt Robin, ngân phát Ennis Lobby đại chiến fan star mẫu cha. Chuyện này, Saun cũng đã nói, tự hồ là thế giới chính phủ bí mật gián điệp thành viên. Nico Convia đối với chuyện này đem so với so với mở, đã sớm biết chuyện này. Feminac cũng không còn nhiều lời, chỉ là cùng Nico, Robin trò chuyện trong chốc lát. Tiểu ni có thể Robin thấy mẫu thân đi làm việc, con mắt chuyển động, vấn thiên vũ. Feminac đại thúc mù mù có phải hay không lại muốn chuẩn bị ly khai nha. Feminat đại thúc. Feminat đối với tiếng xưng hô này cảm giác có chút trứng đau, hắn có già như vậy sao? 18 tuổi mà thôi. Nico Robin hiện tại mới chỉ có 8 tuổi, lớn 10 tuổi gọi hắn đại thúc dường như cũng không còn khuyết điểm a. À? Ngươi chính là thêm ta Feminat ca ca các loại a. À? Feminat xoa xoa Nico Robin đầu, nói rằng tiểu Robin rất thông minh, nên biết Ohara chính diện lâm nguy cơ to lớn, có thể toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ vì vậy mà chìm nhiễm. Làm sao? Làm sao biết? Robin quả thực rất thông minh, nàng từ nhỏ cuộc sống mình, bị người cho rằng quái vật, để của nàng tâm lý tuổi tác, so với bình thường tiểu hài tử muốn thành thục, mặc dù nàng mới, chỉ có, 8 tuổi, đã thông qua vô cùng nghiêm khắc các nhà khảo cổ học khảo hạch. Từ nơi này, là có thể nhìn ra trí tuệ của nàng bất quá vừa nghe đến ohara đều sẽ hủy diệt nàng trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tiếp thu dù sao cũng là một tiểu hài tử nàng mới vừa cùng mẫu thân sinh sống vài ngày mà thôi ta mang ngươi đi ra ngoài một chút a à, đến lúc đó ta mang ngươi ly khai ohara thời gian không nhiều lắm ohara loại này bầu không khí ngột ngạt đã duy trì một đoạn thời gian cũng không phải là không có người ý đồ đào tẩu thế nhưng muốn chạy trốn nhân đều là hữu khứ vô hồi căn bản không khả năng đột phá hải quân phong tỏa robin dùng thuần khiết vô hạ ánh mắt tràn đầy khẩn cầu ngưng nhìn feminac không thể mang theo mù mụ, mụ cùng rời đi sao cái này rất khó feminac khẽ lắc đầu một cái phải dẫn nico onvia cùng rời đi thực sự rất khó lần này hải quân xuất động hải quân trung tướng là akainu cùng akiji nếu như là kiyaru feminac có thể ngay cả nico robin đều không mang được mặc dù đúng như vậy muốn dẫn đi nico robin cũng không dễ dàng trừ phi hiện tại liền trực tiếp ly khai nhưng hắn lần này tới được mục đích chủ yếu là tham dự vào ohara đồ ma lệnh đạt được cốt truyện điểm cái này mới là trọng yếu nhất mang theo rầu rĩ không vui nico robin ở đảo nhỏ chu vi dạo qua một vòng tìm kiếm đường lui rau rau feminat mang theo tiểu robin đi tới bên bờ thời điểm pheminat thả đi con kia tiểu hải quái lại từ dưới nước chui ra lộ ra một cái tròn trịa đầu một đôi to lớn con mắt nhìn pheminat cùng robin nhìn robin thời điểm trong mắt còn có ý nghĩ hiếu kỳ con này tiểu hải quái cư nhiên không đi pheminat hơi kinh ngạc xem ra con này tiểu hải quái là cùng hắn chơi chính còn tưởng rằng thả nó ly khai chỉ là khiến nó đi kiếm ăn cho nên cũng không hề rời đi Feminat Kenbun Sao Haki vẫn không thể nghe vạn vật âm thanh, không thể cùng hải quái giao lưu. Nhưng hắn có thể cảm giác được con này tiểu hải quái dường như rất thông minh, có loại bị dưỡng thuộc cảm giác. Đây là cái gì? Lớn như vậy. Nico Robin đệ nhất thấy lần đến cái này to lớn động vật, còn có vẻ hơi sợ. Đây là hải quái, nó mang ta từ vĩ đại tuyến đường an toàn tới được, coi là là người một nhà. Nó sẽ không làm thương tổn ngươi hải quái nó làm sao biết xuất hiện tại tây hải nghe feminac vừa nói như vậy tiểu robin đánh liền số lượng lên trước mắt hải quái lấy robin tri thức dự trữ lượng tự nhiên hiểu quá hải quái loại sinh vật này đơn giản phải không xuất hiện tại tứ hải cơ bản đều sinh hoạt tại vô phong mang thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại vĩ đại tuyến đường an toàn nó xem như là ta nuôi a à. feminac sờ sờ tiểu robin đầu nói rằng a à, thật là lợi hại tiểu robin gật đầu sau đó theo feminac trực tiếp ngồi vào tiểu hải quái trên đầu ở cạnh biển dò xét một hồi chơi được rất là hài lòng vì sợ bị hải quân phát hiện feminac cũng không có vẫn ngồi ở hải quái trên đầu quan sát chung quanh hải vực chơi một hồi vẫn là mang theo robin ở trong tối bên trên kiểm tra gần sát buổi tối feminac mới chỉ có mang theo tiểu robin về đến nhà ở Onvia trong nhà ở một muộn Ngày thứ hai, Onvia tuy là không có mở cửa, Feminat vẫn là có thể cảm giác được nàng muốn nói. Mau sớm mang Robin ly khai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Thổ bông bóng hải quái một càng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Canh thứ nhất đưa lên. Cùng lúc đó, chính phú chính nhân cũng phát hiện Feminat tung tích. Đây đối với chính nhân mà nói, tuyệt đối là một cái không gì sánh được tình báo quan trọng. Nicolas J. Feminat Đây chính là quan thiết đệ tử, treo giải thưởng vượt lên trước 10 ức beo thực lực đồng dạng thập phần cường đại, có thể một thân một mình trọng thương hải quân trung tướng. Bosalino, Kijaru, cường giả siêu cấp. Chính phú chính phát hiện Feminac sau đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem chuyện này hướng tổng bộ hải quân hội báo. Lần này chủ trì đồ ma làm, đảm nhiệm hải quân đại tướng Sengut. Hắn đem tin tức này nói cho Akainu cùng Akiji, để bọn họ tăng tốc đi tới, đem Nicolas về Feminac cùng Ohara nhất định chìm vào đại hải. Kiyaru không biết từ nơi nào biết được tin tức này, thậm chí cũng không có hướng Sengut xin chỉ thị, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất ở tổng bộ hải quân đối với Kizaru mà nói lần trước bại vào Femina Thủ là hắn cuộc đời chỗ bẩn thực lực phương diện hắn cũng không so với Femina yếu còn có Thiểm Quan quả thực năng lực lần trước thụ thương chỉ là bởi vì sơ suất Kizaru ly khai tự nhiên chạy không khỏi tổng bộ hải quân cơ sở ngầm không bao lâu chuyện này liền hồi báo đến Sengoku cùng không nơi đây để hắn đi a à lấy hắn năng lực, miễn là không nên kinh thường, là không có việc gì. Nicolas J. Feminat thực lực, hải quân cơ bản đã thăm dò. Khi Kijaru phía trước bị Feminat kích thương, chỉ là bởi vì sơ suất. Lần này Kijaru chắc chắn sẽ không tái phạm phía trước lệch lạc, sở hữu thiểm quan quả thực năng lực, mặc dù hắn không địch lại, đào tẩu không là vấn đề, sẽ không bị thương lần nữa. Kijaru đi Ohara, có thể tốt hơn kiềm chế Nicolas về Feminat đến khi đồ ma lệnh phát động, coi như không thể đem Nicolas về, Feminat nổ chết, cũng có thể tại hắn trốn tới thời điểm, cùng đồ ma lệnh quân đội cùng nhau tiến hành ngăn chặn. Tây Hải Đồ ma lệnh triệu tập chiến hạm đã tới Tây Hải, khoảng cách Ohara đã không bao lâu hành trình. Nhận được sen gúc tin tức, Akiji bọn họ tuyển trạch tăng tốc đi tới, không cần một giờ là có thể đến Ohara. Kizaru trước một bước chạy đi huyền Ohara, cùng với Nicolas J. Feminat ở Ohara chuyện này, sau lại Sengut cũng bổ sung mấy tin tức này. Nicolas J. Feminat cư nhiên ở Ohara. Nhận được Sengut bổ sung tin tức, Akiji cùng Kiyaru đều cảm giác được ngoài ý muốn. Nicolas J. Feminat từ Đông Hải tiêu thất, về sau liền không có tin tức. Hiện tại làm sao biết xuất hiện tại Tây Hải? Lần này phải diệt trừ Nicolas J. Feminat. Akainu người xuyên hải quân trung tướng chế phục khoác chính nghĩa áo choàng trên đầu đội một nón y phục đằng đằng sát khí dáng vẻ lần trước ở đông hải không có thể đánh chết nicolas jê vẫn để akainu canh cánh trong lòng lần này đối với ohara phát động đồ ma lệnh liền không thể lại để cho hắn trốn đồ ma làm chiến hạm đội ngũ tăng thêm tốc độ hết tốc lực tiến về phía trước ohara feminat cũng biết đại khái thân phận của hắn đã bại lộ. Đây là hắn cố ý hấp dẫn Hải quân đối với Ohara phát động đồ ma lệnh. Để đồ ma lệnh kém được mãnh liệt hơn chút a. À. Nếu như bởi vì hắn ở Ohara nguyên nhân chiếm giữ Hải quân phát động đồ ma làm một ít xác suất, đến cuối cùng hắn có thể cũng có thể được một điểm cốt truyện điểm. Hư, một vệt kim quang xẹt qua phía chân trời. Feminac còn không có cảm giác được đồ ma làm chiến hạm chạy tới ngược lại thì cảm giác được một cổ quen thuộc kim quang, lấy cực nhanh nhanh chóng, từ phía chân trời xẹt qua, sông thẳng Ohara. Thứ này tốc độ cực nhanh, coi như là Femina Kenbun Sao Haki, cũng chỉ có thể cảm giác được, không thể chính xác tróc nã. Không hề nghi ngờ, đây là Kiyaru. Người này sao lại tới đây? Loại tốc độ này cùng cảm giác quen thuộc, không thể nghi ngờ là Kiyaru. Cái này cũng có chút đau trứng. Nguyên tắc bên trong, Ohara đồ ma lệnh là Sengoku chủ trì, Akiji cùng Sai cần đảm nhiệm hải quân bên trong, đem đều có tham dự, nhưng cũng không có Kizaru người này. Hiện tại Kizaru người này sao lại tới đây? Xem ra là người này đối với đó trước bị ta trọng thương sự tình, cực kỳ lưu ý a, à, có thể là từ chính nơi đó nhận được tin tức liền chạy tới a, à, thực sự là thất sách. Cảm giác có chút khó giải quyết, Kizaru người này tới, hắn cũng không phải sợ, cần phải mang theo Tiểu Robin sẽ không đơn giản như vậy. Xem ra chỉ có thể trước đưa tiểu Robin ly khai. Tâm lý có quyết định, Feminac lập tức đối với Nico, Bonvia nói rằng. Hải quân trung tướng Kizaru tới, ngươi mang theo Robin đi trước đảo nhỏ phía nam hải ngạn. Ta hộ tống đưa các ngươi đi. Feminac chuẩn bị để tiểu hải quái mang theo tiểu Robin rời đi trước. Hải quân trung tướng Kizaru. Nghe được Feminac lời nói, Động tĩnh lớn nhất không phải Nico Bonnia, nàng đối với Kizaru tuy là có hiểu biết, biết là hải quân phi thường lợi hại trung tướng, nhưng là chỉ là có một hiểu rõ, căn bản không biết Kizaru khủng bố. Hiểu rõ nhất Kizaru nhân, không thể nghi ngờ là Jaguar D. Saun. Từng đều là hải quân trung tướng, làm sao lại không biết Kizaru? Đây chính là nhiệm kỳ kế hải quân đại tướng đứng đầu nhân tuyển. Cho nên nghe được Femina nói Kizaru sẽ tới, Jaguar về Saun liền mang theo Robin cùng nàng mẫu thân, đi Feminat nói địa phương. Feminat cũng vội vàng đi theo. Kiyaru tốc độ là nhanh, thế nhưng Ohara cũng không nhỏ, lấy tên kia Kenbun Sao Haki, phải tìm được Feminat còn cần thời gian, coi như là đi họ chính nhân, cũng không khả năng lập tức tìm được hắn. Cạnh biển, Feminat nơi đây mang theo Robin qua đây thời điểm, tiểu hải quái dường như cũng cảm giác được Feminat đến, rất nhanh thò đầu ra, đánh giá Jaguar về Saun. Không có biện pháp, Jaguar về Saun là cự nhân tộc, vóc người rất là đồ sộ. Tiểu gia hỏa, ngươi mang theo tiểu Robin rời khỏi nơi này trước, ta ngược lại thật ra lại đi tìm ngươi. Feminac sờ sờ tiểu hải quái to lớn đầu, chuẩn bị đem Robin đặt ở nó trên đầu, khiến nó mang theo Robin rời đi trước. Lâm Vũ tiên sinh, để sủng vật của ngươi đem Nico, Onvia cùng nhau mang đi à. Jaguar J. Saun nhìn thấy tiểu hải quái thời điểm, đưa ra điều thỉnh cầu này. Ân. Feminac hơi nghi hoặc một chút nhìn Jaguar J. Saun. Nico Convia thì là lắc đầu cự tuyệt. Ta cũng không cần ly khai. Thêm một người là hơn một phần bại lộ nguy hiểm, cho nên Nico Convia cũng không định cùng rời đi, miễn là Robin có thể an toàn ly khai là tốt rồi. Không có vấn đề, con này hải quái có thể xông ra một cái bong bóng, dường như độ mạng giống nhau bao vây Onvia cùng Robin, từ trong đại dương rời đi hay là rất đơn giản. Jaguar, về Saun đối với con này hải quái hiểu rõ, rất rõ ràng so với Feminac phải nhiều quả nhiên. Ở Jaguar, về Saun ý bảo dưới, tiểu hải quái phun ra một cái bong bóng, dùng não đỉnh đỉnh, chơi đùa đứng lên, cùng cá heo thích chơi bóng giống nhau. Feminac mới, chỉ có, nhớ lại trên đường con này hải quái quả thực thổ quá bong bóng, hắn lúc đó cũng không có để ở trong lòng. Không ngờ tới đồ chơi này còn có thể như vậy dùng. Feminat thử một chút, thật là có co giảng, không bị cường đại công kích, không dễ dàng như vậy vỡ tan. Vậy cùng rời đi a. À. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 kizaru đột kích A2 càng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Phần 2, tiểu hải quái mặc dù nhỏ, thế nhưng xông ra một cái hai thước lớn nhỏ bong bóng không là vấn đề, bên trong không khí đầy đủ hai người ngay ngốc hơn 10 phân, nửa giờ, sau đó ở đổi một cái chạy một chút là tốt rồi. Nếu như tiểu hải vương đủ thông minh, có thể tự mình đi tới để thở, sau đó lặn xuống đến hải lý, thổ một cái bong bóng đi ra, để Robin các nàng đổi một cái bong bóng là tốt rồi. Chuyện này vấn đề không lớn, tiểu hải quái thậm chí có thể trực tiếp đem bong bóng ngậm vào trong miệng, rất nhanh chạy đi, cũng có thể thúc bong bóng chạy đi. Robin cùng Omvia nhất định ly khai. Feminac cũng không còn nghĩ đến tiểu hải quái có cái này tác dụng, là dự định chính mình mang theo Robin ly khai, nếu như mang nữa Onvia sẽ tương đối khó khăn. Bây giờ biết tiểu hải quái có cái này năng lực, có thể để cho Robin cùng Onvia cùng rời đi, vậy cùng nhau mang đi. Nếu Robin cùng Omvia đều rời đi, chính phú chính nhất định sẽ nhận được tin tức vì an toàn suy nghĩ, ở Kizaru đến phía trước, trước tiên đem chính dọn dẹp sạch được rồi. Phốc phốc. Ohara bên trên, mặt không thay đổi Feminat, tay cầm vô thượng đại bảo kiếm 12 công tinh nguyệt, triển khai đối vấp chính dết lục. Robin hòa thân Onvia đều đã ly khai, Feminat cũng không còn điều kiên kỵ gì, chuẩn bị đem trên đạo chính thành viên giết chết, phòng ngừa bọn họ tiết lộ ra Robin cùng Onvia đã rời đi tin tức có thể đồ ma lệnh tuyên bố di chuyển sau đó, hải quân có thể tra được Ohara người sống sót, nhưng là bây giờ biết cùng về sau tra được, là hai khái niệm. Hải quân hiện tại cũng biết có người từ Aroha lợi ly khai, nhất định sẽ lập tức phái người đi đuổi bắt, nếu là chờ sau này tra được, hoa nhi đều cảm tạ. Phốc phốc. Tinh nguyệt đao sắc bén đang ập chính một vị thành viên trên cổ xẹt qua, ung dung phá vỡ đối phương té cai phòng ngự, đánh chết. Loại này chính thành viên, cũng chính là đối với người bình thường mà nói, thực lực tương đối cường đại, nắm giữ hải quân lục thức mà thôi, thậm chí đều chưa có hoàn toàn nắm giữ. Ở Feminat trước mặt, căn bản không đủ xem, dường như chém dưa thái rau. Kenbun sao Haki cảm giác dưới, Ohara bên trên, chính phú chính thành viên, rất nhanh thì bị dọn dẹp bảy tám người. Chiến đấu như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn trên đảo cư dân chú ý. Trên đảo cư dân, cũng không biết, cùng bọn họ cùng nhau sinh sống mấy năm, thậm chí càng lâu lân ở, lại có như vậy, cường đại, thực lực. Đối với những cư dân này mà nói, chính phú chính thành viên, thực lực đã quá cường đại rồi, chỉ là Feminat thực lực càng cường đại hơn. Rất rõ ràng, những thứ này hầu như đã dung nhập bọn họ sinh hoạt người, kỳ thực đều là gián điệp. Ohara bị hải quân phong tỏa, Ohara cư dân đều biết. Đoán được những người này gián điệp cũng rất bình thường. Ghê tẩm, Ngươi không nên tới. Ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là thế giới chính phủ dưới cập chính quan chỉ huy. Ngăn hắn lại cho ta. Không cho phép hắn tới gần. Hiện dực chính quan chỉ huy. Spandin, thấy Nicolas G. người này cư nhiên sát nhập ORAP 95 thời bộ chỉ huy, đã có 7-8 việc chính thành viên chết ở trước mắt hắn. Spandin để còn sót lại ba cái thủ hạ ngăn lại người sát thân này, chính mình thì là lựa chọn chạy trốn. Liền chạy như vậy. Tính cách này, không hổ là Stardam lão tử của, tương lai chính mình nhi tử cùng hắn chính là một cái đức hạnh, làm ra Ennit Lobby sự kiện, lần nữa phát động đồ ma lệnh. Loại người như ngươi, sống cũng là lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, phương thức tốt nhất liền là nhân đạo hủy diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Feminat thuận tay vung ra một đao, kiếm áp mang ra khỏi một đạo kiếm khí bén nhọn tập kích quá xoay người chạy trốn Standin đang vội vàng chạy trốn động tác, trong nháy mắt liền ngừng lại, thân thể từ trung gian tách đi ra, phân biệt nghĩ nghiêng ngã dưới, tử địa không thể lại chết. Phanh phanh. Feminac bên người hai cấp chính thành viên, cũng theo tiếng ngã xuống đất. Nhìn Spandin bị đánh chết, Feminac lẩm bẩm. Đáng tiếc ta không có hủy diệt tính trái ác quỷ năng lực, không thể đem ngươi đánh cho liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, tiện nghi ngươi đánh chết trên đảo chính nhân, liên tục xuất chỉ vung quang cũng làm rớt. Trong khoảng thời gian ngắn, Robin cùng Onvia ly khai Ohara sự tình sẽ không bại lộ. Hưu Cơ hồ là đoán chắc, Feminac đánh chết Spandin phía sau, một vệt kim quang liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Feminac trước mặt, lộ ra thân ảnh cao lớn. Không hề nghi ngờ, người đến là Kizaru Giống như trước đây, Kizaru người xuyên màu trắng tay trang, mang theo màu đen mũ dạ, chỉ là lần này trong miệng không có ngậm hương yên, cũng không có lấy trước kia vậy vẻ mặt không sao cả, ngược lại thì mắt nhìn xuống Feminat, vẻ mặt sát ý. Khi gia thân cao rất cao, hai thước năm sáu, tự nhiên là mắt nhìn xuống Feminat, phía trước bị trọng thương, hắn có thể không cam lòng sao? Nicolas D. Feminat Khi gia căm tức nhìn Feminat, trực tiếp chính là một cước đá tới. Tốc độ ánh sáng đá. Âm âm căn bản không dư thừa ngôn ngữ, một cước này bay về phía Feminac lại bị Feminac tách ra. Cái kia tốc độ ánh sáng đá bay đến Feminac phía sau, một mảnh kia kiến trúc bị lao ra một đạo to lớn khe rảnh. Tốc độ của ánh sáng thật là nhanh. Mặc dù một cước này Kizaru lực lượng không phải rất lớn, thế nhưng ở tốc độ thêm đề thăng dưới, cái kia thương tổn tuyệt đối khủng bố. Nha thật đáng sợ. Tách ra Kizaru công kích Feminac lộ ra một bộ khoa trương họ hàng, hoàn toàn đem về sau Kizaru lời kịch cho đoạt. Kỳ thực câu này lời kịch, Kizaru đã bắt đầu sử dụng. Chỉ là bây giờ đối mặt Feminat, Kizaru có thể nói thành lời được sao? Hắn chính là bị Feminat trọng thương quá. Nghe được Feminat câu này thật đáng sợ. Hoàn toàn là đang đánh Kizaru mặt. Hơn nữa còn là rung động đùng đùng cái chủng loại kia. Ta muốn giết ngươi, ta phát thể khi cắn răng nghiến lợi nhìn feminac nếu như ánh mắt có thể giết chết người feminac đã chết trăm ngàn lần khi phát thệ đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên như vậy khẩn cấp muốn giết một người vậy cũng muốn ngươi có bản lãnh kia mới được feminac khinh thường lên tiếng hưu chỉ một lúc vô luận là feminac vẫn là kiyaru đều động feminac chủ động hướng kiyaru vọt tới mà Kizaru thì là hóa thành một vệt kim quang, hướng về Feminac đánh tới. Phanh. Hai bóng người, lấy một loại tốc độ cực nhanh, đụng vào nhau. Đương nhiên, Kizaru tốc độ tự nhiên là phải nhanh chút, bất quá Kizaru công kích, nhưng là bị Feminac vũ trang ngạnh hóa cánh tay đỡ. Feminac huy động cuốn vòng quanh ngang ngược tinh nguyệt chém về phía Kizaru, cũng bị Kizaru dùng kim quang ngưng tụ mà thành kiếm quang đỡ. Ken ken ken. Feminac huy động tinh nguyệt, cùng Kiyaru trong tay kiếm quan không ngừng phát sinh va chạm, truyền đến tiếng va chạm giòn giả. Đây là Feminac ở phát động công kích, Kiyaru chỉ có thể bị động phòng thủ. Kiếm thuật bên trên, Kiyaru so với Feminac vẫn là kém không ít, vô cùng ý lại tự thân quả thực lực lượng. Hoạn quan cảm giác sau này trở về, muốn liên quan đến một cái thể thuật cùng kiếm thuật tu luyện. Kiyaru tâm lý âm thầm dự định chỉ một lúc liền hóa thành kim quan hướng về sau tránh đi, không có tuyển trạch cùng Feminat cứng đối cứng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Dự kiến tương lai ba càng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cành thứ ba, lập tức 8 vạn chữ, 2.500 cất dấu có điểm đánh A, cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu đánh thưởng, có năng lực huynh đệ mời ủng hộ nhiều hơn cảm ơn. Hưu khi hóa thành một vệt kim quang, cùng Feminat kéo dài khoảng cách, cũng không thể nói là lui lại, mà là vì tốt hơn công kích. Lần trước ở Feminat trong tay chịu thiệt, Kizaru sẽ không lại ngu như vậy, danh biết mình ưu thế, còn đi cùng Feminat ngành kháng. Ung ung. Chỉ một lúc, Kizaru đã phóng xuất ra đầy trời kim quang, giống như như hạt mưa hướng lên trời rơi, phương viên vài trăm thước, không ngừng vang lên tiếng oanh minh, vang lên vô số bụi bậm. Kizaru bản thân đồng dạng hóa thành một vệt kim quang, bí mật mang theo ở trong công kích, hướng về Feminat đánh tới. Lấy Kiyaru tốc độ công kích cùng tốc độ di động, căn bản là đồng đẳng, Feminat Kenbun sao Haki muốn tróc nã loại này công kích quỷ tích di động, cơ bản là không có khả năng. Tối đa đang ở công kích từ vọt tới hắn cách đó không xa thời điểm, mới có thể cảm giác được. Đối mặt đầy trời kim quang rơi, muốn phân biệt ra được cái nào một đạo là đánh tới Kiyaru, căn bản là không có khả năng. Bả. Một đạo màu vàng kiếm quang từ Feminat phía sau ngưng tụ ra, trong nháy mắt chém rụng. Feminat trực tiếp nhắm hai mắt. Đây không phải là trang bức, là bởi vì Kizaru công kích phát động trong nháy mắt sẽ đối với con mắt tạo thành không khỏe, cộng thêm hắn con mắt theo không kịp tốc độ của ánh sáng, chỉ có thể dựa vào cảm giác lực. Biết rõ cảm giác lực không có khả năng tróc nã tốc độ ánh sáng quỷ tích di động hắn cũng không còn đi tróc nã, mà là co rút lại Kenbun sau Haki cảm giác năng lực, chú trọng với bên cạnh mình chừng 10 thước khoảng cách. Quan di động không có biện pháp tróc nã, Kiyaru dù sao vẫn cần công kích A. Miễn là tại làm sao trong nháy mắt, bắt được Kiyaru xuất thủ là tốt rồi. Oanh! Cho nên ở Kiyaru công kích đánh tới thời điểm, Feminat trong tay tinh nguyệt trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí, cùng kim quan đụng vào nhau, lập tức triển khai kịch liệt phản kích. Rầm rầm rầm. Vũ trang ngạnh hóa hai chân, cộng thêm cuốn lượng quanh bu haki tinh nguyệt, không ngừng áp chế kizaru. Có thể kizaru hấp thụ lần trước bị đánh bại kinh nghiệm, không cùng Feminac cứng đối cứng, chính là áp dụng hèn mọn phát triển, không ngừng sử dụng thiểm quan quả thực năng lực đối với Feminac phát động đại phạm vi công kích, đồng thời đánh lén. Loại này phương thức công kích, Feminac thật vẫn không có biện pháp, hắn kenbun sao haki là cấp có thể ứng đối Kizaru công kích đã khá vô cùng loại này phạm vi lớn quả thực năng lực công kích giống như là không lấy tiền một dạng hạ xuống còn muốn đối mặt Kizaru đánh lén feminat là thật có áp lực ghê tởm Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ chiến đấu xuống tới feminat cũng cảm giác được kenbun sao haki cùng thể lực tiêu hao rất lớn có chút chịu không nổi lúc này feminat trên người cũng có bị kích thương hoặc là trầy da Y phục trên người cũng bị đánh ra vài cái lỗ thủng, trên mặt cũng không có thiếu vết thương, thậm chí ngay cả tóc đều có lan đến. Tiếp tục như vậy có thể không làm được a. À. Femina chẳng những di động thân hình, tứ chi cơ bản đều bị Busoshoku Haki bao vây, trong tay thái đao không ngừng vung ra, ngăn cản đánh tới công kích cũng không kịp, hai tay cùng hai chân đều phải dùng tới, còn muốn chú ý Kizaru đánh lén, có vẻ hơi chật vật. Hưu. Một vệt kim quang một mạch trùng thiên vũ, vọt tới tại hắn bầu trời trong nháy mắt, một cước đá về phía đầu của hắn. Phanh! Feminac thân xuất thủ, bá khí bám vào ở trên tay, ngăn trở kizaru công kích, thế nhưng cái này tốc độ ánh sáng mang theo cường đại trùng kích, gắn gượng đưa hắn bứt lui hơn 10 thước. Theo tới, là dường như như hạt mưa rơi xuống kim quang. Xem ra kizaru là đem hèn mọn tận cùng tiến hành, quyết định sẽ không cùng Feminac cứng đối cứng. Kỳ thực điều này cũng không có thể nói hèn mọn, chỉ có thể nói là lợi dụng chính mình ưu thế cùng sở trường. Có công không đáng giá có nên nói hay không? Khi Yaru là thô bỉ thoải mái, Feminat cũng là muốn chửi má nó. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chính là chỉ có đường chạy. Không đúng, chiến đấu nhưng là tốt nhất đột phá phương thức. Feminat đột nhiên đề bắt đầu nhiệt tình. Nghĩ đến Jaylai trong khoảng thời gian này đối với chỉ điểm của hắn, cùng với từ gôn dê roger trên người tuôn ra tới kenbun sao haki kỹ năng đây chính là kenbun sao haki càng mang vào nghe vạn vật tiếng năng lực hiện tại hắn kenbun sao haki tiêu hao đã dần dần theo không kịp không ngừng tập trung lực chú ý tinh thần lực của hắn tiêu hao cũng rất lớn không ngừng né tránh hắn thể lực tiêu hao cũng rất lớn nicolas dê féminac hôm nay ngươi hẳn phải chết Kijaru cũng nhìn ra Feminac bắt đầu trở nên thể lực không đông đảo, bá khí tiêu hao rất lớn, biết đối phương đã không được, không bao lâu sẽ chết tại trên tay hắn. Cái này cũng chứng minh hắn kế hoạch là chính xác. Coi như nguyên tố hóa, biến thành quan, cũng có thể bắt được. Feminac không để ý Kizaru trưởng càng rỡ, mà là nhắm hai mắt lại, không hề tróc nã quan quỷ tích di động, mà là tỉ mỉ đi cảm giác Kizaru biến thành quan, cùng thiểm quan quả thực thả ra quan, giữa hai người nhỏ bé chênh lệch. Hưu. Trong nháy mắt, Feminac không lùi mà tiến tới, hai tay nắm tinh nguyệt, bu sô súc ha kỳ bám vào ở trên thân đao, toàn lực chém ra. Oanh. Kèm theo va chạm kịch liệt tiếng vang lên, bám vào bu sô súc ha kỳ tinh nguyệt, trực tiếp đem điểm sáng màu vàng bổ ra, chém về phía khóa chặt mục tiêu. Vô thượng đại bảo kiếm 12 công, tinh nguyệt hạ xuống, làm Feminac công kích mục tiêu cái kia một vệt kim quang, trực tiếp lựa chọn né tránh. Không hề nghi ngờ, cái này một vệt kim quang, chính là Kizaru. Phốc phốc. Chỉ một lúc, kim quang rời khỏi hơn 10 thước bên ngoài, hóa thành Kizaru bộ dạng, hắn màu trắng tay trang bị phách mở, trước ngực có một đạo nhàn nhạt vết thương, tiên huyết rơi vào màu trắng tay trang bên trên, có vẻ không gì sánh được thấy được. Vừa khớp. Nhất định là vừa khớp. Kijaru không tin Feminac có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn cùng tốc độ, lần nữa phát động công kích. Thế nhưng lần này. Phanh. Vũ trang ngạnh hóa sau một cước, vững vàng rơi vào Kijaru trên người, đưa hắn từ nguyên tố hóa bên trong nói ra, bay ra ngoài hơn 10 thước, phía sau bán còn theo một đạo cường đại kiếm khí. Rau rào. Cái này một đạo kiếm khí tập kích quá, toàn bộ mặt đất đều bị chém thành hai quyển lộ ra một đạo hơn 10 cm chiều rộng vết kiếm. Khi Yaru lựa chọn rất nhanh né tránh, sau lưng chính nghĩa áo choàng liền mang đầu phía sau mũ dạ, đều bị lột bỏ một bộ phận. Nicolas J. Feminat tuổi tác 18 mị lực 90 mị lực cá nhân, ảnh hưởng người khác đối ngươi ấn tượng đầu tiên, may mắn. 99 ảnh hưởng tỷ lệ rơi đồ, thực lực đánh giá. A. À, thế giới tinh nhuệ chiến lực Năng lực Kenbun Sao Haki. B. -S -S -S, phụ gia năng lực, dự kiến, có thể ngắn dự kiến tương lai, Kenbun Sao Haki đẳng cấp càng mạnh, tiên đoán tương lai lâu, nghe vạn vật âm thanh. Kỹ năng đạt đến cấp có thể dùng. Bá vương sắc Haki. D. SS Haki. B. SS thể thuật tinh thông. B. S kiếm thuật tinh thông. B. A hải quân lục thức. C. B cái này phút chốc Feminat thực lực đều được đề thăng. Thực lực từ nguyên bản cấp đánh giá đủ để hùng bá nhất hải, biến thành hiện tại thế giới tinh nhuệ chiến lực, a à, trên căn bản là so với truyền thống hải quân trung tướng còn cường đại hơn, có thể so với vương hạ thất võ hải, tứ hoàng thủ hạ chính là tinh nhuệ. Hiện tại Kizaru cũng mới nhưng mà thôi. Đều là cái này một đẳng cấp, Feminac cùng Kizaru sự chênh lệch trở nên không phải rõ ràng như vậy. Trọng yếu hơn chính là Hắn Kenbun Sao Haki trực tiếp tực tăng vọt đến, còn nhiều hơn ra một cái năng lực. Dự kiến tương lai. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 37. Lui Kiyaru, Đồ Ma Lệnh Phát Động. Một càng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. chấm Canh thứ nhất đưa lên. Kenbun Sao Haki có thể khiến người ngủ cảm nhạy cảm, cảm giác chu vi sinh vật khí tức, dự kiến cùng phòng ngừa nguy hiểm thậm chí là nghe được người khác nội tâm ý tưởng tu luyện tới cảnh giới cao thâm thậm chí có thể dự phán địch nhân xuất thủ có thể dự kiến tương lai đem chuyện sắp xảy ra cao thâm kenbun sao haki có tỷ lệ sở hữu đặc thù năng lực tỷ như feminac bản thân thừa kế oan pis gôn j roger kenbun sao haki phụ gia nghe vạn vật tiếng năng lực cái này phụ gia năng lực cực kỳ hiếm thấy cũng không phải là dựa vào tu luyện có thể có được Toàn bộ thế giới, vô số cao thủ, cũng không thấy có mấy người, có thể ủng có loại này đặc thù Kenbun Sao Haki nhân. Hiện tại Femina Kenbun Sao Haki đạt được cấp, tuy là còn không thể sử dụng nghe vạn vật âm thanh, thế nhưng thu được mới đặc thù năng lực. Dự kiến tương lai? Có thể tưởng tượng, chỉ một lúc Kizaru gặp phải nơi nào? Sẽ làm sao xuất thủ? Sẽ làm sao hóa giải hắn công kích? Sẽ từ cái gì địa phương né tránh? hết thảy đều có thể biết trước, Kizaru như thế nào đi nửa nhanh, nói cho cùng đều là hướng Feminac trên lưỡi đau đụng. Kizaru mới tách ra Feminac công kích, sau lưng chính nghĩa áo choàng bị chém đứt một đoạn, trên đầu hát sắc mũ dạ cùng tóc cũng bị lột bỏ một đoạn. Nếu như chậm nửa nửa bước, bị tước mất, thì không phải là trên đầu mũ dạ, mà là đầu của hắn. Một loại không rõ kìm nén, tràn đầy Kizaru nội tâm. Hắn rất là không cam lòng vốn cho là dựa vào thiểm quan quả thực năng lực có thể áp chế nicolas về feminac tìm về lần trước bãi có thể hiện tại xem ra hắn có thể đại khái chỉ có thể thất vọng rồi hiện tại cũng không phải là thất thần thời điểm khi yaru mới vừa rơi xuống đất trong nháy mắt cảm giác trước người mát lạnh vang lên bên tài feminac thanh âm lập tức liền cảm giác một hồi đau đớn Femina cái gì không biết lúc nào đã đứng ở hắn trước người, trong tay tinh nguyệt bổ sung thêm Busosuk Haki, lần nữa đưa hắn kích thương. Vẫn là cái vị trí kia. Vẫn là vết thương kia. Yaru thừa nhận trong khoảnh khắc đó, hắn mất thần, nhưng thời gian rất ngắn, hơn nữa không đến mức lại không biết Feminat tới gần. Thứ nhì, hắn công kích, cư nhiên đều bị Feminat tránh được. Không phát hiện chút tổn hao nào tránh được căn bản không sử dụng bạo lực đi ngăn cản tán lạc kim quang, mà là dựa vào cùng với chính mình xảo diệu tránh được. Điều này sao có thể? Cái này cần gì phản ứng năng lực? Trình độ gì Kenbun sao Haki? Thật là người sợ có thể làm được. Phải biết rằng đây chính là quan công kích, có lẽ có người có thể đỡ được, thậm chí là tách ra một ít công kích. Cần phải hoàn toàn tách ra tất cả công kích, coi như là hải quân đại tướng cũng làm không được. Kizaru cũng cảm giác Feminac dường như vốn là hắn là đứng ở nơi đó, ngược lại là chính bản thân hắn hạ xuống thời điểm, hướng về Feminac bên người hạ xuống. Loại cảm giác này từ trong lòng nổi lên, Kizaru mình cũng cảm giác đầu của hắn có phải hay không cháy hỏng. Có thể, đây là Nicolas D. Feminat quả thực năng lực. Nhưng là cũng không đúng a à ban đầu ở Đông Hải, Feminat nhưng là trực tiếp bơi ly khai, có thể tiếp xúc nước biển liền chứng minh hắn không phải năng lực trái ác quỷ giả. Mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy. Khi cảm giác Nicolas Femina Feminat có chút tà môn, lập tức liền tách ra lần nữa đánh tới công kích, tuyển trạch lui lại. Phốc phốc. Gần sát lui lại, Feminat còn ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Feminat cũng rất muốn giết chết Kiyaru, bảo hắn thiểm quan quả thực, đây tuyệt đối là một cái có thể ăn trái ác quỷ. Đáng tiếc! Hắn Kenbun Sao Haki mở ra dự kiến tương lai năng lực, nhưng là chỉ có thể dự phán Kizaru động tác, cũng không có nghĩa là hắn có thể đuổi kịp Kizaru tốc độ A. Ung ung! Vô tận lửa đạn từ phía chân trời rơi, cái này thực sự giống như là như hạt mưa. Nếu như nói, phía trước tổng bộ hải quân đến Đông Hải, tróc nã Feminat cùng Pogga về trút thời điểm, đồng dạng xuất động không ít chiến hạm, cũng phát phóng ra quá pháo đạn dày đặc mưa cùng đồ ma lệnh so với. Đồ ma làm chiến hạm càng nhiều, hơn nữa còn là không lưu tình chút nào, trực tiếp chính là không ngừng pháo kích. Pháo kích. Pháo kích. Cho tới khi Ohara đánh chìm, từ Tây Hải, từ bản đồ thế giới bên trên xóa đi mới thôi. Akiji cùng Akanu cũng đồ thị hình chiếu liên hệ Kiyaru cùng chính. Có thể Kiyaru cùng Feminat chiến đấu, ở đâu có thời gian để ý tới, tự nhiên liên lạc không được, còn nhịp chính ở Ohara Lâm thời bộ chỉ huy đều bị Feminac tận diệt, một người không có lưu lại, toàn bộ đưa đi địa ngục, liên hệ cái quỷ A. Akiji cùng Akanu cũng đoán được chính hẳn là bị Feminac tận diệt, cũng nhìn thấy Ohara bên trên, Feminac cùng Kizaru chiến đấu làm ra động tĩnh, không chút do dự đối với Ohara nổ súng. Vẫn là nhắm vào Feminac cùng Kizaru sợ chiến đấu địa phương nổ súng, mục đích chủ yếu, chính là nổ chết Feminac. Như vậy dày đặc pháo oanh, là oanh bất tử Kiyaru. Đây chính là tự nhiên hệ thiểm quan quả thực năng lực giả, càng là hải quân thực lực trung tướng, nếu như bị đạn pháo đánh chết, vậy khôi hài. Kiyaru tìm Nicolas về Feminat giao thủ, ở Sengut tính toán bên trong, xem như là kiềm chế Nicolas về Feminat. Nicolas về Feminat cũng không phải là năng lực trái ác quỷ giả, ít nhất ở hải quân bây giờ xin đem bên trong, không phải năng lực trái ác quỷ giả, càng không phải là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Bị như vậy dày đặc pháo oanh không ngừng công kích, cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù bất tử, cũng sẽ thụ tổn thương, chờ hắn chạy ra Ohara thời điểm, có Akiji, akanu cùng với đồ ma lệnh hải quân vây công, rất hơn suốt có thể đem giết chết. Đáng tiếc, cục vốn không phải dựa theo Sengoku sở hy vọng diễn dịch. Khi Yaru ở đồ ma lệnh phát động phía trước, bị Feminat bứt lui, Feminac Kenbun sao Haki ngoại ý muốn thăng cấp, tách ra những thứ này đạn pháo vẫn là rất dễ dàng. Hắn trực tiếp lựa chọn lui lại. Feminac mục đích đã đạt thành, tham dự vào Ohara hủy diệt trong chuyện này. Lần này Ohara bị pháo oanh, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn A. À. Nói tóm lại, lần này hắn có thể bắt được cốt truyện điểm, như vậy đủ rồi. Vô luận bao nhiêu, chỉ cần có tự như, hoàn toàn không cần phải cùng hải quân giao thủ. Dựa vào tấn cấp Kenbun sao Haki, femina trực tiếp từ đáy biển ly khai, cũng không có gây nên hải quân chú ý. Doma ma lệnh trọn pháo oanh Ohara ba ngày ba đêm, gắn gượng đem Ohara tòa hòn đảo này, đánh chìm ở đại hải cùng bên trong bụi bầm của lịch sử. Dựa theo hải quân quen dùng bộ kia, có thể trong tương lai, Ohara từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, thậm chí sẽ không tồn lưu trong lịch sử. Từ trống rỗng 100 năm, rồi đến những cái này đã từng đại hải tặc, bao nhiêu sự tình bị hải quân ẩn giấu, cuối cùng từ trong lịch sử xóa đi. Nhiều Ohara cũng không nhiều. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Ohara đến tiếp sau. Hai càng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hai canh tám vạn chữ, tiếp tục, cảm tạ ủng hộ chư vị bạn đọc. Ba ngày sau, Ohara bị hải quân đồ ma lệnh, phi thường triệu tập, tàn nhẫn hủy diệt. Năm tiếp theo, Ohara tên này, thì sẽ từ trên bản đồ hoàn toàn biến mất, Ohara cùng trên đảo các nhà khảo cổ học nhóm, ở tràn tai nạn này bên trong nhất tịnh từ thế giới xóa đi. Sau đó, hải quân đối ngoại tuyên bố, Ohara học giả ý đồ sống lại thượng cổ binh khí, hủy diệt thế giới ác ma, cuối cùng bị hải quân tiêu diệt. Lịch sử ngay cả có người thắng phổ tả, hải quân. Hoặc giả nói là thế giới chính phủ, là cái này thế giới lớn nhất thế lực. Bọn họ nắm trong tay thế giới thuyền đánh cá, đem bạch nói thành đen, chỉ hưu bảo ngựa, ở bình thường bất quá. Có thể ở Tây Hải, Ohara đảo nhỏ người lân cận, biết Ohara cái này địa phương, là thế nào một cái tồn tại. Thế nhưng ở hải quân tuyên dương dưới, Ohara đã trở thành ý đồ sống lại thường cổ binh khí, hủy diệt thế giới ác ma người. Miệng nhiều người sói chảy vàng, ba người thành hổ toàn bộ hải tặc thế giới, thuyền đánh cá quyền đều bị hải quân lũng đoạn, hải quân muốn nói điều gì, chính là cái đó. Chân tướng thường thường là nắm giữ một số ít trong tay. Nhưng này một số ít người cũng không khả năng đi vì Ohara biện giải, thứ nhất là tự nhận thực lực vấn đề, vấn đề lập trường. Thứ hai là cái này thế giới, hầu như đều là hải vực cấu thành, muốn tuyên truyền chân thật Ohara. Chớ hồng mơ tưởng, đừng nói nhóm, cửa sổ cũng không có cho nên Ohara sự tình, cơ bản đã bị định hình. Phát động đồ ma làm hải quân, xác định Nicolas J, Feminat cũng không có lần này đồ ma lệnh bên trong chết đi, chắc là trốn. Bởi vì Kizaru cùng Feminat chiến đấu thời điểm, là Kizaru chính mình rút lui. Có thể phán định Nicolas J, Feminat cũng chưa chết ở đồ ma khiến cho dưới. Nicolas J, Feminat vì sao xuất hiện tại Ohara? Hải quân cũng không biết cũng không có được bất cứ tin tức gì, cũng không còn điều tra đến tin tức tương quan. Chính phủ chính thành viên, hầu như toàn quân bị diệt. Hải quân bên này chỉnh lý hiện hữu tình báo, đồng thời từ Bosalino, Kijaru cùng Ni trong chiến đấu thu thập được tin tức, có thể nhìn ra Feminat thực lực lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Dựa theo Bosalino theo như lời, Nicolas D. Feminat chắc là đang chiến đấu thời điểm, Ken Sao Haki đạt được tiến bộ, có thể dự phán đối thủ kế tiếp động tác sen nghe kiyaru giảng thuật hắn cùng nicolas D. feminat chiến đấu phân tích một chút tình huống lúc đó tính ra cái kết luận này kenbun sao haki tu luyện tới cảnh giới cao thâm dự phán đối thủ động tác là có thể được thậm chí có thể dự kiến tương lai kiyaru ở cuối cùng cảm giác được nicolas D. feminat trở nên quỷ dị cũng là bởi vì nguyên nhân này mỗi lần công kích di động cùng né tránh đều bị địch nhân biết trước giống như là chính mình chủ động hướng đối phương công kích đánh tới loại cảm giác này có thể không quỷ gì sao xenguk cũng là cảm khái nicolas j. feminat quả thực vô cùng có thiên phú tương lai trưởng thành có thể dự kiến đáng tiếc không phải hải quân đối với nicolas j. feminat tin tức làm ra sửa chữa hải quân cũng không có tăng treo giải thưởng chỉ là đổi mới một ít tư liệu Hải quân đưa tin Nicolas J. Feminat đã từng xuất hiện tại O'Hara, đồng dạng cũng là ý đồ sống lại viễn cổ binh khí, vì One Piece. Gôn J. Roger báo thù vân vân. Nói chung trước đem Feminat thân phận bôi đen lại nói. Báo cáo, căn cứ phía dưới hội báo tới được tin tức biểu hiện, Nicolas J. Feminat từng mang theo hai người, tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn, sau đó tiêu thất. Tư liệu lấy tới. Không đã hạ lệnh. Phạm là có quan hệ với Nicolas G. Feminat tư liệu, trực tiếp đưa tới. Một phương diện là Nicolas G. Feminat trưởng thành, đối với hải quân mà nói, đúng là một cái uy hiếp. Một. Khác phương diện, tuy là hải quân đã xác định, bị đánh chết, có ga, dê, mẹ con không có bất cứ vấn đề gì. Có thể hải quân vẫn sẽ duy trì liên tục quan tâm Nicolas G. Feminat, nhìn có phải hay không có lỗi gì lầm. Là Ohara học giả. Nico Onvia Hải quân đối với Nico Onvia đã không xa lạ gì, đánh qua mấy lần giao cho. Phía trước Nico Onvia đội thám hiểm, bất hạnh bị Jaguar về Sa Rồng trung tướng xuất lĩnh hải quân chiến hạm phát hiện, cùng Onvia đồng hành 33 người toàn bộ tử vong, chính cô ta thì bị nhốt. Sau lại bởi vì Jaguar về Sa Rồng vị này còn trong quân đem trốn tránh, phóng ra Onvia, cũng hộ tống nàng thuận lợi chạy về cố hương Ohara. Không có chút không thể làm gì khác hơn tạ oán nói. Cái này Nicolas de Feminac đến tột cùng muốn làm gì? Làm sao chúng ta hải quân sự tình, hắn đều muốn cha một tay. Pogga de tru làm Oan Tít thê tử, chuyện này tầm quan trọng cũng không cần nói. Ohara là thế giới chính phủ, ngũ lão tin tự mình hạ lệnh nói, không cần tồn tại. Kết quả Nicolas de Feminac lại mang ra khỏi hai cái người sống sót. Cái này tỏ rõ cùng chúng ta hải quân đối nghịch đúng vậy. Dường như vẫn luôn là đối nghịch. Hải quân ban bố đối với Olvia cùng với Robin treo giải thưởng phát lệnh truy nã. Nico, Olvia Ohara học giả, ý đồ sống lại cổ đại binh khí chủ yếu học giả một trong, ác ma đại ngôn nhân. Treo giải thưởng một ức Belly. Nico, Robin, ác ma chi tử. Treo giải thưởng 80 triệu Belly. Lúc này Robin mới, chỉ có, 8 tuổi, lưng đeo đã 80 triệu treo giải thưởng, thật là nghiệp chướng. Cho dù có Feminac xuất hiện, Robin mẫu thân, Onvia còn sống, hải quân cũng không hề từ bỏ đối với Robin treo giải thưởng, càng không có giảm bớt. Vĩ đại tuyến đường an toàn Pogga dê tru chỗ ở thần bí đảo nhỏ. Feminac mang theo Nico, Robin, cùng với Onvia phản hồi nơi đây, đã có hai ngày đối với Ohara bị hủy, tuy nói ở Onvia ý liệu trong, thật là biết được tin tức này, vẫn là khiến người khó có thể tiếp thu. Vô luận là Onvia, vẫn là còn tấm bé Robin, đều có vẻ hơi trầm thấp. Feminat cũng không còn đi thoải mái, loại chuyện như vậy không phải của hắn cường hạng. Cái này cũng không pháp thoải mái, dù sao liền Ohara đều chìm mất, tương lai sẽ trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Lần này Ohara đồ ma lệnh sự kiện, Feminat sau khi trở về, cũng nhận được hắn nhớ muốn thưởng cho. Cốt truyện sự kiện Ohara đồ ma lệnh Tham dự trình độ 30%, biên độ nhỏ cải biến lịch sử, thu được 4 điểm cốt truyện điểm. Cộng thêm đối với One Piece hành hình, mở ra cấp độ sử thi tư liệu đại hải tặc thời kỳ còn dư lại một cái cốt truyện điểm. Feminat trong tay có 5 cái cốt truyện điểm, vẹn vẹn có thể đem một cái năng lực đề thăng hai cái tiểu đẳng cấp. Mặc dù không nhiều, thế nhưng có sống khá giả không có, bất quá đồ chơi này hay là dùng tới đột phá một cái đại đẳng cấp dùng tốt. Còn lại mấy năm này, hắn dự định theo Ray Lai chuyên tâm tu luyện, đem năng lực đề thăng tới mức độ lớn nhất, sau đó sử dụng cốt truyện điểm đột phá một cái đại đẳng cấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 2 năm, riêng mình trưởng thành. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cành thứ ba, Feminac phản hồi thời điểm, rayleigh đã trở về. rayleigh không có hỏi Feminac đi nơi nào, cái này dường như cũng không cần hỏi, lưu ý hải quân tin tức sẽ biết. Hắn cũng không còn hỏi Feminac mang về Onvia cùng Robin là vì cái gì đối với feminat đem Olvia cùng Robin mang tới trên tòa đảo này tới hắn cũng không nói gì có thể ở trai xem ra feminat là từ roger biết một ít gì muốn đến vĩ đại hàng lớn phần cuối nhất định phải phá giải lịch sử bài này mà bây giờ có thể giải đọc lịch sử bài này nhân vốn cũng không nhiều tây hải ohara khảo cổ học giả cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể chân chánh giải đọc lịch sử bài này nico Olvia đang là một cái trong số đó Feminat cứu mẹ con các nàng, có lẽ là vì về sau làm chuẩn bị đi. Tâm lý có ý nghĩ của chính mình, Ray Lai cũng không có đi hỏi nhiều. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Feminat đều đi theo Ray Lai đang tu luyện. Săn tự nhiên cũng giống vậy. Tu luyện là phi thường khô khan vô vị, thế nhưng vì về sau, vì mình mạng nhỏ muốn, nhất định phải tăng mạnh tu luyện, một phần cũng không thể có lệ. Cũng may trên đảo có tiểu Loli Robin cùng Onvia, Feminac không có việc gì liền trêu chọc một chút Robin Tiểu Lô Ly, bởi vì Ohara bị hủy, Tiểu Lô Ly tâm tình khó tránh khỏi có chút hạ, Feminac liền cho nàng kể chuyện xưa, lấy Robin Tiểu Lô Ly tri thức dự trữ, căn bản sẽ không bị phổ thông cái cố sự làm khó, thế nhưng nàng vẫn là nghe nồng nhiệt, tuy là biết rõ là giả, nhưng nàng vẫn là cảm giác rất có ý tứ, có lẽ là Feminac quá đẹp trai, biểu khuôn mặt, Robin Tiểu Lô Ly đối với hảo cảm của hắn độ kỳ cao. Ngay cả Onvia hảo cảm đối với hắn độ cũng không thấp Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất Cũng không phải là xoái Mà là Feminac cứu mẹ con các nàng Onvia không phải một cái hợp cách mẫu thân Hiện tại Ohara cũng bị hủy Robin cũng còn nhỏ Nàng cũng dự định thật tốt mang theo Robin Đợi nàng sau khi lớn lên Lại đi tìm kiếm lịch sử bài này Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi Có tiểu Robin cùng Onvia ở trên đảo tiểu đảo cũng biến thành không có nhàm chán như vậy. Đặc biệt theo Acer chậm rãi lớn lên, cũng thay đổi thành một cái quỹ tinh nghịch, ngay cả săn cũng sẽ cảm giác được bất đắc dĩ. Kèm theo Acer lớn lên, cũng chứng minh thời gian sói mòn. Trong chớp mắt, Rayleigh bằng lòng chỉ đạo Feminat thời gian 2 năm đã đến. Thời gian 2 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Rayleigh hoàn thành thừa nhược, dạy Feminat 2 năm, sau đó liền năm ly khai. Nơi đây đã không cần hắn bảo vệ. Có Feminac ở, Rayleigh tin tưởng, coi như là Hải quân phát hiện nơi đây cũng sẽ không có nguy hiểm, chỉ cần không phải đại bộ đội xuất động là được. Bằng không, coi như là tổng bộ Hải quân đại tướng qua đây cũng sẽ bị Feminac ngăn lại. Thật có đại bộ đội qua đây, Rayleigh cùng Saki sẽ không có tin tức. Cái này thời gian 2 năm, tung quan hải tặc thế giới cũng không có phát sinh đại sự tình gì. Feminat cũng không hề rời đi tòa hòn đảo này, vẫn luôn đang tu luyện. Hai năm sau, hắn năng lực tăng trưởng cũng vô cùng rõ rệt. Nicolas J Feminat tuổi tác 18 mỹ lực 90 mỹ lực cá nhân, ảnh hưởng người khác đối người ấn tượng đầu tiên, may mắn. 99 ảnh hưởng tỷ lệ rơi đồ thực lực đánh giá. S. Cấp thế giới đỉnh tiêm chiến lực Năng lực Kenbun Sao Haki A, SSS, phụ gia năng lực. Dự kiến, có thể ngắn dự kiến tương lai, Ken Bun Sao Haki đẳng cấp càng mạnh, tiên đoán tương lai lâu, nghe vạn vật âm thanh. Kỹ năng đạt đến cấp có thể dùng. Bá vương sắc Haki. A, SSS. Bu sô súc Haki. A, SSS. Thể thuật tinh thông. S, SS, kiếm thuật tinh thông. A, S, hải quân lục thức. B, B từ Lai nơi đó học tập, feminat năng lực hạn chế cũng có đề thăng. Đặc biệt tam sắc bá khí, trên cơ bản đều tiến nhập cấp liệt biểu, có thể nói là hấp thụ Lai sở trường, đền bù gôn, dê, Roger khuyết điểm. Mỗi một chủng năng lực, càng đi về phía sau, càng là khó đột phá. Dù cho chỉ là một tiểu đẳng cấp đột phá, đều cần thời gian mài luyện, tiêu hao mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm. Lai thực lực rất mạnh nhưng đây là thời gian mấy chục năm tích lũy. Kiyaru, Akiji, Akainu thực lực đồng dạng cường đại, thế nhưng lúc này khoảng cách tương lai cốt truyện bắt đầu, còn có thời gian mười mấy năm, đây cũng là thời gian tích lũy. Râu trắng thực lực rất mạnh, hắn chính là có thể cùng gôn, dê, Roger so sánh cao thấp nhân, cùng ở một thời đại nhân. Nói chung Feminat thiếu hụt thời gian, hắn không thiếu hụt thiên phú. Hắn thiên phú rất mạnh, điểm này coi như là Ray Lai, cũng hết sức kinh ngạc. Ngắn mũi thời gian 2 năm, Feminat Kenbun Sao Haki lấy được trọng đại đột phá, còn lại Busosuk Haki, bá vương sắc Haki đồng dạng tiến bộ rất lớn. Đây chính là thiên phú chứng minh. rayleigh thậm chí không chỉ một lần cảm khái, Feminat thiên phú tốt. Dù vậy, Feminat cũng biết mỗi một chủng năng lực muốn đột phá cực khó, đem tu luyện chú ý lực tập trung ở Kenbun Sao Haki, muốn tranh thủ tìm một chút đạt được cấp nhưng cũng chỉ là so với hai loại khác bá khí cao hơn một cái tiểu đẳng cấp mà thôi. Hắn vốn định đề thăng tới, sau đó sử dụng còn lại năm cái cốt truyện điểm, đem Kenbun sao Haki đề thăng tới. Cấp Cứ như vậy, là hắn có thể mở ra nghe vạn vật âm thanh năng lực, dự kiến cái này năng lực cũng có thể được tiến bộ rất lớn. Thực lực của ngươi có thể nói toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn đại khả đi, có thể đánh bại người của ngươi có thể đến được trên đầu ngón tay, Coi như không địch lại, lấy thực lực của ngươi, muốn chạy trốn vẫn là không có một chút vấn đề. Raylai ly khai thời điểm, đối với Feminat nói rằng Thực lực của ngươi, muốn tiếp tục đề thăng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi chậm rãi tu luyện, một hai năm liền cách nghĩ có quá lớn đề thăng, trừ phi ngươi có thể dùng ăn trái ác quỷ. Raylai không phản đối Feminat dùng ăn trái ác quỷ, cũng không tán thành. Ăn ác ma Honoka thật, thực lực phải nhận được tăng lên rất nhiều đặc biệt đứng đầu trái ác quỷ. Thế nhưng giống nhau, ăn trái ác quỷ, tự thân sẽ nhiều hơn một cái nhược điểm. E ngại đại hải, e ngại hải lâu thạch. Được rồi, Feminat đại ca thực lực đều cường đại như vậy, còn bất mãn, người có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Sang vẻ mặt u oán nhìn Feminat. Trong hai năm qua, hắn có thể nói chính là một cái phản diện tài liệu, bị Feminat các loại đã kích. Tóc hồng. Săn đẳng cấp Truyền kỳ cấp 4, chưa thành trưởng Năng lực Bá vương sắc Haki C. sao Haki C. Vibusosuke Haki C. Thể thuật tinh thông B. Kiếm thuật tinh thông B. Thực lực đánh giá A. Cấp 2 năm trôi qua, săn thu hoạch rất lớn, thực lực có thể so với hải quân trung tướng, cùng tương lai thực lực không tính là đứng đầu vương hạ thất võ hải miễn là hắn vừa ra hải, vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước với hắn mà nói, sẽ không có nguy hiểm quá lớn, có thể trực tiếp tiến nhập tân thế giới. Nhưng là cùng bây giờ Feminac so với. Căn bản không phải một cấp bậc. Dùng Ray Lai thường thường thoải mái săn lại nói. Ngươi đừng cùng Feminac so với, tiểu tử kia chính là một quái vật. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Ray Lai ly khai, săn rời bến. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Canh thứ nhất đưa lên. Ray ly khai. Hắn đối với Feminac thực lực cực kỳ phương tâm, cũng không có gì có thể dạy dỗ. Ở hai năm này hậu kỳ, hoàn toàn dựa vào Feminac tự mình tu luyện. Săng cũng ly khai. Dựa theo nguyên tắc mà nói, Săng là ở Roger bị xử quyết sau đó, liền muốn thành lập chính mình đoàn hải tặc, mời Bugi gia nhập vào, kết quả bị Bugi cự tuyệt. Bây giờ là bởi vì Femina xuất hiện, dẫn phát rồi hiệu ứng hồ điệp, đưa tới săn bây giờ còn chưa thành lập đoàn hải tặc rời bến. Bất quá Feminac cũng không phải lo lắng săn, lấy thực lực của hắn bây giờ, vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước là không có chút nào khó khăn, hắn chiến trường đã là vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau. Tứ hoàng vị, nhất định có hắn nhất tịch. Nếu như nói cứng ở đại hải tặc thời kỳ là của ai thời kỳ? Có thể nói, từ One Piece Roger sau khi chết, chính là săn đám người thời kỳ. Lúc này, căn bản không có tứ hoàng vừa nói, còn không có vương hạ thất võ hải, bởi vì gáp cự tuyệt tấn chức hải quân đại tướng, tổng bộ hải quân cũng chỉ có Sengu, Ye Phi hai vị đại tướng. Trong tương lai vài chục năm, đến cốt truyện bắt đầu, chính là xác định tứ hoàng vị, tổng bộ hải quân tam đại tướng trở thành tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất, đối ứng hải tặc tứ hoàng thế nhưng hải quân tam đại tướng căn bản không thể nào là hải tặc tứ hoàng đối thủ, cho nên tổng bộ hải quân vì cân bằng song phương thành lập vương hạ thất võ hải thời đại này, nhưng thật ra là thuộc về tứ hoàng hải quân tam đại tướng vương hạ thất võ hải thời kỳ. Sang cũng có thể nói là cái thời đại này một trong những nhân vật chính đưa đi sang, Femina tiếp tục tu luyện của hắn cùng với bắt đầu rồi chiếu cố tiểu thiếu nữ Robin thời gian đương nhiên còn có phá phách tiểu Acer. Tiểu La Binh đã 10 tuổi, cũng coi như không thể xem như là tiểu Lô một M4 đại la lị, tuyệt đối là 3 năm khởi bước, tối cao tử hình. Tục ngữ nói bồi dưỡng muốn từ con nít nắm lên, Feminat tuyệt đối là đem tiểu Lô cho rằng tương lai mình lão bà tới bồi dưỡng, ngay cả ông VR cũng là. Hiện tại vô luận là ông VR vẫn là Robin, đối với Feminat độ hảo cảm đều hết sức cao. Bây giờ tiểu Robin nhưng là lưng đeo 80 triệu belly treo giải thưởng. Ông Via tự nhiên muốn tiểu Robin học tập một ít tự vệ bản lĩnh, cho nên thoát khỏi Feminat giáo dục một cái tiểu Robin. Đồng thời, Robin hoa hoa quả thực năng lực lấy, cũng có thể đúc luyện. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tuế Nguyệt cũng không có ở Feminat trên người lưu lại chút nào vết tích. Ngược lại thì Acer bắt đầu lớn lên, Robin bắt đầu cũng bắt đầu trưởng thành đặc thù vật phẩm hải tặc vương tiếc núi yêu cầu feminat chiếu cố potga về run năm năm thời gian cũng đến rồi cái này đặc thù vật phẩm mang tới nhiệm vụ cũng tiêu thất còn như nói thưởng cho cùng feminat nghĩ giống nhau kỳ thực chính là ở chấp hành cái này đặc thù trong nhiệm vụ hắn năng lực phải nhận được đề thăng tổng tính được có gáp cùng ray lai giáo dục hắn tam sắc bá khí không ngừng tăng lên một cấp đơn giản như vậy năm năm sau đó cũng chính là Ray Lai cùng Acer rời đi lại 2 năm, Feminac năng lực đề thăng cũng không phải là rất lớn, Nicolas về Feminac tuổi tác. 18 mỹ lực 90 mỹ lực cá nhân, ảnh hưởng người khác đối ngươi ấn tượng đầu tiên, may mắn. 99, ảnh hưởng tỷ lệ rơi độ, thực lực đánh giá. S, cấp thế giới đỉnh tiêm chiến lực. Năng lực. Kenbun Sao Haki. S, S.S.S. phụ gia năng lực dự kiến ngắn dự kiến tương lai ken bun sao haki đẳng cấp càng mạnh tiên đoán tương lai lâu nghe vạn vật âm thanh kỹ năng đạt đến cấp có thể dùng bá vương sắc haki a sss bu súc haki a sss thể thuật tinh thông sss kiếm thuật tinh thông a s hải quân lục thức b b trọn thời gian 2 năm Feminat chủ yếu tập trung tu luyện Kenbun Sao Haki. Hai năm gian, hắn chỉ là đem Kenbun Sao Haki để thăng một cái tiểu đẳng cấp, từ đề thăng tới, sau đó dùng còn sót lại năm cái cốt truyện điểm, đem Kenbun Sao Haki để thăng đến bây giờ. Cái này cũng ký hiệu, hắn Kenbun Sao Haki chính thức tiến nhập cấp cái này một đẳng cấp, có thể sử dụng nghe vạn vật âm thanh năng lực. Dự kiến năng lực cũng có thể nhanh hơn, đúng hơn biết trước đối thủ hướng đi thậm chí biết trước tương lai đem sắp phát sinh một đoạn nghe vạn vật âm thanh cái này năng lực kỳ thực rất đơn giản đó là có thể nghe được vạn vật biểu đạt ý tứ cùng với tiến hành câu thông nói cách khác cái này năng lực tự giống với chân ngôn thậm chí có thể nghe được người nội tâm ý tưởng nhưng lại không phải giới hạn với sinh mạng thể nó thậm chí có thể biết động vật thậm chí thực vật thậm chí là vật phẩm tản mát ra tin tức có thể cùng bọn họ tiến hành đủ câu thông ở nơi này ứng dụng bên trên, Feminac thậm chí có thể phối hợp dự kiến năng lực, nghe được trong địch nhân lòng ý tưởng, muốn làm sao công kích và né tránh. Có điểm cùng loại bên trong độc lông năng lực, đi qua nghe được đối phương ý nghĩ trong lòng, sẽ làm sao công kích và né tránh. Nico, Onvia đẳng cấp. Rồi. Năng lực. Thể thuật tinh thông, thương thuật tinh thông. Khảo cổ năng lực, giải khai đào năng lực, phân tích năng lực, hội họa năng lực, chơi cờ năng lực. Thực lực đánh giá. Ép độ hảo cảm. 80 Nico, Robin đẳng cấp. Tinh anh năng lực. Trái ác quỷ. Hoa hoa quả thực, thể thuật tinh thông. Ép cấp, kiếm thuật tinh thông. Ép cấp, Ken Bun Sao Haki. E, thực lực đánh giá. E độ hảo cảm. 90 cái này 4 năm, Robin theo Feminac, coi như chỉ là một cái tiểu loli đến bây giờ 12 tuổi, thân cao một thước sáu, có thể nói là duyên dáng yêu kiều, thể thuật phương diện cũng đạt tết. Chỉ là bị quản chế với tuổi còn nhỏ mà thôi, tương lai nhất định có trưởng thành, ngay cả kiếm thuật cũng học xong, bất quá nàng cũng không phải là cực kỳ am hiểu. Ở Kenbun sao Haki phương diện, Robin có hơn người thiên phú. Nàng bây giờ Kenbun sao Haki đã tiến nhập cấp, phối hợp nàng hoa hoa quả thực năng lực, cảm giác phạm vi cực lớn, dùng để đối phó địch nhân, cũng là vô cùng hữu hiệu. Ken buông Sao Haki cảm giác được đinh, thần kỳ không dễ tình tình huống bên dưới, ở trên người địch nhân dài ra dài ra hai cái tay, bẻ gãy địch nhân cái cổ. Bất quá Robin còn chưa có thử qua, chỉ là dùng loại này năng lực tới bắt tiểu động vật. Trừ những thứ này ra chiến đấu năng lực, ông Via hội những cái này khảo cổ, hội họa, chơi cờ các loại năng lực, Robin đều sẽ. Đây là một cái đa tài đa nghệ, thực lực không kém tiểu thiếu nữ tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả